Từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 12, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Triều đã tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi trường cơ sở năm học 2014-2015. Tham dự hội thi gồm có 252 giáo viên các trường học cơ sở trên địa bàn huyện. Các giáo viên tham gia hội giảng ở 12 bộ môn, 6 bộ môn lĩnh vực tự nhiên và 8 bộ môn lĩnh vực xã hội. Hội thi nhằm phát huy phong trào thi đua dạy tốt học tốt, đẩy mạnh việc đổi mới phương pháp dạy học, phát huy tinh thần sáng tạo phát hiện và tôn vinh giáo viên dạy giỏi hướng tới hội thi giáo viên dạy giỏi trung học cơ sở cấp tỉnh năm học 2014-2015. Đồng thời, hội thi là dịp đánh giá tình hình thực hiện đổi mới chương trình nội dung sách giáo khoa, đổi mới phương pháp và ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, tạo điều kiện để giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục học tập trao đổi kinh nghiệm giảng dạy nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt trong các nhà trường kết quả hội thi còn là căn cứ để ngành giáo dục và đào tạo huyện đông triều đánh giá thực trạng nội ngũ từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới của ngành giáo dục